Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay là lên chữ lô chữ EG nha anh em, EG ha. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại giùm em ha là 0972949527. Anh em xem nhớ đăng ký kênh nha và cho em một nút like ha. Rồi thì cũng như mọi ngày thôi nha, anh em chốt hàng không có cần phải đặt cọc tiền trước, hàng đến nơi được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mình mới trả tiền. Trong khi đó là giá ở trên đây là bên em đã bao ship cho mình rồi. Phụ kiện đi kèm theo là 6 món phụ tùng, là dây đeo, lưỡi, tiếp mở mugi, ổ khóa cước, lục giác 4 và chắn cỏ. Cái nào có chắn cỏ thì bên em sẽ để bởi, hoặc là không có thì bên em sẽ bỏ mới cho anh em ha. Đó. Rồi địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em chốt hàng ở trên video như thế nào thì bên em chừng nữa giao hàng thì một con máy chính xác như trên video như vậy, anh em nhận hàng đó ha và thanh toán tiền cho cái người giao hàng là xong. Còn ví dụ như cái trên con máy này anh em không biết cái điểm nào và những cái địa bộ phận nào anh em không hài lòng thì vui lòng hỏi trước rồi mình hả chốt hàng nha anh em. Ví dụ như cái con này nó vậy đó, tôi không chịu vậy đó, phải báo trước cho bên em. Chứ để nhiều khi anh em chốt con máy trên đây, em giao đúng con máy trên đây rồi, cái hàng đến nơi, tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, thì nó sẽ rất là phiền phức với mình nha anh em. Tại vì trên đây sao thì em giao vậy, chứ đúng giao đúng trên video thôi. Như ví dụ như trên video gì đi, em giao sai thì anh em được quyền không nhận ha. Đó, chứ giao đúng hàng không nhận mà hỏi này hỏi kia là nó rất là phiền phức nghe nè. Rồi máy hôm nay gồm có Echo 260 nè, xăng riêng nhất riêng nè, Maru 26 tum g, TB 23, TM 24, Maru 26, Maru 23, Maru 24, ba lô có con Teo nghe nè, Teo 26 áo nhỏ ha, Rubin 262 nè, 34 ly xả lỗ cho anh em có 1,2 triệu nè, Tanaka 27 ít tin Gobin cốc Tanaka. Cưa hôm nay thì có Makita, Ryubi, Makita. Đó, Tanaka, ba con máy tay dài cho anh em xài gia đình nha. Máy móc về hình thức thì cũng khá là ok nha nè, khá đẹp á. Rồi thì nhắc lại ha. Giá này đã bao ship rồi, hàng đến nơi được quyền kiểm tra nổ thử rồi mới trả tiền cho cái người giao hàng là xong nha nè. Rồi, đầu tiên chốt hàng nhớ là nhớ giùm em cái mã chữ cái. Con này là EG1. Con này là nồng của nó là 32 ly 22cc nha anh em. Hình thức máy là green nguyên bản hết, green nguyên bản hết, máy đẹp nha nè. Nồng mới can áo sống rồi là liền lạc, không bể không vỡ gì hết nha anh em. Giá thì của nó thì chỉ có là 1,2 triệu thôi. Giá thì chỉ có 1,2 triệu thôi nha anh em. Con này chạy chế ra ngang luôn nha nè. Chế này thì cực kỳ là lợi xăng ha. Dòng máy đời cao chạy rất là ổn định và lợi xăng nha. Đó, có bơm xăng phụ nè. Đó ha, le anh em lưu ý nè. Cái con này cái le anh em kéo xuống là đóng le nha. Đó, giật nổ xong mình đẩy lên ha, mugi đứng nè. Chạy gam ti con này nó êm lắm và lên ngay cuối nó lanh lắm nghe nè. Nè, bô này còn mới tinh luôn nghe nè, bình xăng lớn là trắng sáng luôn ha. Giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Tùm lè nha, có chân chống luôn nè. Hai tay lái ra hai chế độ luôn nghe nè, chế độ tự trả nè. Đó, còn chế độ này là chết chỗ nè ha. Công tắc thì chữ O là tắt nghe nè, chữ Y là mở ha. Càng trắng cỏ đầu bò đầu là zin hết nha. Rồi tiếp theo là qua EG2. EG2 là đến từ thương hiệu một con máy Robin. Con này Robin cốc nha anh em, con này nhỏ gọn mà phải gọi là đẹp. Xúc sắc đẹp lan can sào bang luôn anh em. Con này phải gọi là nó mới nè. Cực kỳ nó mới luôn, nồng còn xăng dần, mui còn mới can luôn. Con này thì nhỏ gọn cho anh em xài gia đình nha, nhưng mà cái dòng này nó chạy nổ bốc lên lắm nha anh em. Con này phải gọi là nó nổ siêu bốc siêu ranh cho anh em luôn á. Giá chỉ có 1,2 triệu luôn thôi. Máy móc thì zin nguyên bản hết nha, chụp giật của nó là chụp giật thường thôi, bình xăng cổ cao nè, cổ ngỗng nè, dây giật mới tinh nè, chế là chạy chế warm gold, chế tay đỏ luôn nghe nè. Đó, cực kỳ là dễ nổ và lợi xăng nha. Dòng này thì nó đâu đó tầm cỡ 4kg thôi. Máy móc thì cực kỳ đẹp, cực kỳ mới như một con máy thùng luôn. Công tắc này ha, hai tay lái ra chết nè, cần chắn cỏ đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Qua
quá giòn. Rồi tiếp theo là qua AG3 anh em. AG3 là dòng máy ít tin ha. Ít tin 22. Nồng của nó là 32 ly anh em, 23cc ha. Máy móc thì đẹp nha. Nguyên zin hết con này giá 1,2 triệu thôi anh em. Dòng ít tin là cái máy là thương hiệu của Đức ha, nhưng mà con này là Đức xuất Nhật anh em. Đóng da bằng này anh em thấy không? Da bằng da bon gì đó. 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 Đẹp anh em, con này đẹp ha. Ít tin gì là đẹp này anh em. Chế là quăm rồ, áo hơi cắn đây xíu là không ảnh hưởng nha, giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Đó, mới móc liền lạc nha. Tay lái này nó bị móp chỗ này nè, chừng nữa em thay cho anh em cái tay khác luôn ha. Tâm của nó tâm lèn nha anh em, dòng ớt tiên chạy bền lắm nha anh em. Gà này ha, gà nè, công tắc ha, lên là tắt nha, xuống là chạy nha anh em. Con này phải gọi là nó ít xài nha anh em, nè, cằn của nó nè. Đó, nó còn cái tem giật ở dưới đây luôn anh em thấy không. Nếu như mà chạy nhiều cái tem này là nó mất tiêu rồi nha anh em. Đó, đầu bò đều là zin hết nha, ở zin nguyên bản hết. Chạy êm lắm nha anh em. Rồi tiếp theo là qua con AG4 ha. Con AG4 này máy siêu đẹp luôn. Ờ, mà giá thì nó siêu rẻ luôn. Con này là Tanaka anh em lưu ý nha. Con này là nó đến là 27 lần nha anh em. 27 lần nha. Nồng của nó là tới 35 ly nha anh em. 35 ly lần ha. 27cc nha. Đó, nồng 35 ly 27cc. Công suất khá lớn nha anh em. Bình xăng lớn của nó là thiết kế gì luôn nha anh em. Ờ, thiết kế gì luôn ha. Máy móc nè, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Đó, nguyên zin nguyên bản hết nha anh em. Dòng này là chạy chế ga ngang ha, cực kỳ là lợi xăng nha, mà giá thì cực kỳ là rẻ cho anh em luôn. Giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Bơm xăng phụ nằm bên đây nha anh em. Đó, giá thì chỉ có 1,4 triệu thôi, anh em sở hữu được con máy 27cc rồi. Máy phải gọi là mới, cực kỳ mới luôn nha anh em. Dòng này là dòng máy đề cao nha, chạy cực kỳ là lợi xăng luôn. Chụp giật của nó có trợ lực luôn nè, 27 ha. Tanaka đóng chữ nổi cho anh em luôn. Đó, hai tay lái ha, ga hai chế độ luôn nha anh em. Công tắc này ha, chữ O là tắt nè, chữ Y là mở, càng đầu bò rồi là zin hết nha nè. Quá mới, dây giật còn mới tinh luôn nha nè. Rồi, G5 ha, EG5, con này là con Rubin NB262, nồng của nó là 34 ly nha nè. Đó, nồng của nó là 34 ly ha, 26cc nha. Con này giá thanh lý anh em luôn nha. Giá thì chỉ có là 1,2 triệu thôi nha anh em. Đó, giá thì chỉ có là 1,2 triệu thôi ha, thanh lý cho anh em luôn. Bao ship tất tần tật hết rồi nha. Con này thì thanh lý thì nó có lý do đúng không? Lý do là nó thiếu cái chụp ở trên anh em. Đó, với lại là bình xăng dưới là thay mới ha, chứ nó không có lỗi lầm hay là không có cái gì hết nha anh em. Thiếu cái chụp đây nè, bán giá rẻ cho anh em luôn ha. Là anh em kéo xuống là đóng nha. Đó, giật nổ xong anh em kéo lên ha, lòng 34 ly 26cc nha anh em, mà giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Giá này phải gọi là cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Đó, bình xăng dưới là nó có mới, là anh em biết là hàng là nó đã thông dụng rồi ha. Giờ anh em chặt cỏ cứng đập cướp đồ là ok hết nha anh em. Tum nhôm luôn nè, chạy bao bền luôn, mà giá thanh lý luôn ha, 1,2 triệu thôi. Ở veo chưa có, nó gắn đầy đủ nè, hai tay lái ha, càng đầu bò là zin hết nha anh em. Dầu. Rồi tiếp theo là G6 là máy quải lưng nha anh em. Con này là con Mitsubishi nha anh em. Mitsubishi TU26 ha. Nồng của nó là 33 ly, 26cc. Con này thì nó không có được đẹp lắm nha anh em. Máy nói chung là máy hình thức là nguyên zin. Nó thì nó không có được sáng lắm ha. Bán giá rẻ cho anh em luôn, 2 triệu thôi, chứ thông thường mấy con này 2,3 triệu lần nha anh em. Đó, mấy con này thường thường tới 2,3 triệu lần. Cái dòng máy này là dòng máy TO áo nhỏ nha anh em. TO áo nhỏ nó có TO nó có hai đời ha. Đời áo nhỏ và đời áo lớn. Đời áo nhỏ này thì lốc nó không có đóng, nhưng mà cái đời áo nhỏ này chạy cực kỳ ngon nha anh em. Dòng áo nhỏ này chạy bao ngon cho anh em luôn. Nó là chạy ngon hơn tên là 26 và 261 luôn nha anh em. Nó chạy cực kỳ êm. Nó chạy êm nhưng mà nó siêu tiết kiệm xăng nha anh em luôn. Ở lên cho cuối thì lanh lắm nha. Đỡ máy móc thì nguyên zin hết nha anh em. Máy quẩy lần ha, con này giá 2 triệu anh em. Đó, tùm gờ tùm nhôm ha, tùm 260 đó, anh em có thể tháo ra, mình gáp xịt thuốc anh em, có thể tháo ra gáp xịt thuốc ha. Đó, ta lái thì nữa, ta lái một tay anh em, cần đầu bò rồi là zin hết nha.
nói chung là chạy nó không muốn nghe tiếng động luôn nè. Đó, nó hay theo, nó hay là gì? Rồi tiếp theo G7, G8, G9, G10 anh em là dòng Magu ha. Ở dòng Magu thì giới thiệu cũng với anh em là cũng khá là nhiều rồi. Dòng Magu thì còn một con máy phải gọi là siêu bền. Bền, dễ nổ, lại xăng, ổn định cao và hư hao sau này phụ tùng nó cũng khá là nhiều ha, tại vì bên Nhật giờ nó sản xuất Magu nhiều lắm. Con này thì máy là như một con máy đập thùng mình anh em, không có chỗ nào mà chê được. Đó, nó là như một con máy đập thùng mà. Con này là 246 nồng 33 ly, 24cc như một con máy đập thùng luôn nghe nè, quá đẹp, giá 1,4 triệu thôi. Chụp giật là trợ lực nhỏ, thùng xăng lớn là zin chế 2 kim, máy zin nguyên bản hết nha nè. Đó, máy zin nguyên bản hết nha, giá chỉ có 1,4 triệu thôi, cực kỳ là mềm mại cho anh em luôn. Đó, tùm lè nha, tay lái một tay, anh em thích thì đãi, không thích thì bên em vô hai tay mới cho mình nha. Cần đầu bò rồi là zin hết nha nè, giá cực kỳ rẻ. Giá cực kỳ là mềm mại cho anh em nha. Con này thì nhỏ gọn anh em, nó rơi đâu đó tầm có 4kg thôi. Rồi tiếp theo là quan G8 ha. G8 này cũng dòng Magu nha. Con này nồng 32 ly, 23cc nha anh em. Máy móc hình thức cũng là zin nguyên bản hết. Con này thì máy cũng cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Con này chụp giật trợ lực anh em, trợ lực này anh em kéo hết dây lên ha, kéo hết dây lên đó là mình buông xuống là cái máy nó mới nổ nha. Đó, chụp giật trợ lực của nó là như vậy ha anh em. Giá thì cũng rẻ cho anh em luôn, 1,4 triệu ha. Áo thì nó hơi bể đây xíu nè, chứ thông thường mỗi bữa là em bán con này tới 1,5 triệu, 1,6 triệu là nghe anh em. Anh em xem hoài thì cũng biết ha, mình xăng lớn là zin nguyên bản nè, nồng mới nè, đó thấy không, chế là quanh gồ luôn, máy móc đẹp nghe anh em, nguyên zin hết nha. Giá thì chỉ có 1,4 triệu thôi, cực kỳ là rẻ luôn, rất thích hợp cho những bác lớn tuổi rồi kia ha, trợ lực dễ giật dễ nổ ha. Công tắc nè, xuống là tắt nha, lên là chạy, giá 1,4 triệu thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn anh em. Đó, hai tay lái nè, cần đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Quá bốc. Rồi tiếp theo là G9 ha. G9 này thì con này thì nồng to nghe anh em, nồng của nó là 34 ly là nghe anh em. 34 ly ha, 26cc, con này cũng vậy, nồng 34 ly 26cc. Hai con này thì nói chung là nồng nó to hơn, thì anh em có xài nhiều, có đập cước, có chặt cỏ cứng cứng đâu này kia thì lấy cặp này ha. 34 ly thì nó chạy khỏe hơn rất là nhiều anh em. Ở dòng Magu thì nó cực kỳ bền nè, bền ổn định lợi xăng lắm nha anh em. Cặp này là chụp việc trợ lực nhỏ hết nha, máy móc thì con nào cũng đẹp hết, mới keng hết nè, nó quá xuất sắc nha nè. Con này còn được cái tem Nhật nè, đồng giá 1,6 triệu một cây nha, đồng giá 1,6 triệu một cây, anh em lấy cái nào lấy, giá thì phải gọi là cực kỳ là rẻ cho anh em luôn. Magu 26 thường thường là giá của nó là tới 1,9 triệu, 2 triệu lần nha anh em. Nhưng mà bên em bán giá mềm mại cho anh em dễ xài nha. Con này lóc nó có dập, nhưng mà nó dập ở trên á, nó dập cái chỗ mà cái cộng dây điện nó che lại nè. Đó, thấy không? Dập ở trên nha. Chế quam gồ một kim hết cho anh em. Le thì nó con nào cũng vậy ha, nằm ở trước là kéo lên là đóng nè. Đó, còn nằm ở sau là kéo xuống là đóng nha. Máy móc thì zin nguyên bản hết nha anh em, đồng giá 1,6 triệu một cây, nồng 34 ly ha. Tùm liền, công tắc trên tay hết nha. Đó, càng đầu bò đều là bao zin hết nha anh em. Dễ nổ, đụng nhẹ là nổ rồi nè. Quá êm, cực kỳ êm nghe nè. Rồi tiếp theo là qua G10 ha. Anh em nhớ chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em nha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nghe nè. Rồi EG11 là cái dòng này là Mitsubishi nghe nè. Mitsubishi TM24, nồng của nó là 32 ly, 24cc anh em. Con này thì máy móc thì quá mới luôn, bình xăng lớn là zin, con này công tắc đằng trước đây nè. Đó, bình xăng lớn zin nè, chế là chế quam rô, chế màu kim, máy là nồng còn xanh giờ còn mới kêu. Quá đẹp, quá mới, giá 1,5 triệu thôi nghe nè. 34 ly 32 ly ha, 24cc, tum gời, tum nhôm, tum 260 cho anh em mình lâu gáp được xịt thuốc ha. Nắp này chừng nãy em thay bộ khác nha nè, nó bởi rồi. Hai tay lái nha, cần đầu bò là bao zin hết nha anh em.
đó mới áo hơi cắn này tí xíu thôi nghe nè. Rồi tiếp theo là G12 ha, dòng này thì dòng máy hại nghe nè. Mitsubishi ha, TV23 nòng 32 ly 23cc, con này thì cũng giá rẻ, giá mềm, giá thanh lý cho anh em luôn. Giá triệu rưỡi thôi nghe em. Đó, anh em thông thường giá con này triệu rưỡi là như cái giá thợ rồi. Y chang cái giá thợ luôn. Đó, nhưng mà bán cho khách xài cũng có triệu rưỡi. Giá thợ ở đây là giá thợ 1,5 triệu này là người ta chưa có bao phí ship, người ta chưa có dọn nổ, với lại người ta chưa có phụ tùng đi kèm đâu nghe anh em. Đó, rồi. TB23 32 ly 23cc ha. Máy móc thì nguyên zin hết liền nè. Nha, vỏ thì nó không có được sáng lắm. Ở chụp giật trợ lực chế hai kim chế quam gồ luôn nghe anh em. Máy móc thì zin hết nha, liền lạc. Cái vỏ thì nó không có đẹp lắm ha. Bởi vì bên em bán giá rẻ luôn. Đây nó còn TB23 nhưng mà nó hơi mờ nghe anh em. Tay lái thấp một tay ha, thích thì để, không thích thì bên em lên hai tay nha. Càng trắng cỏ đầu bò đầu là zin hết nghe anh em. Quá dễ nổ. Rồi tiếp theo là G13 và G14 anh em, cặp Maru 26 ha, tum G nha. Đó, cặp Maru này cũng là 26cc 34 ly ha, tum G. Ở cặp này thì nó ngon hơn mấy con kia là được tum G ha. Thì tum G thì anh em có thể tháo ra, mình gáp xịt thuốc nha anh em. Đó ha, có thể tháo ra, mình gáp lên máy xịt thuốc. Đó. Thì dòng Maru thì giới thiệu hồi nãy rồi ha. Nó rất là bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định cao. Và hư hao sau này phụ tùng nó rất là nhiều nghe em, phụ tùng nó phải gọi là đại trà luôn ha. Rồi thì hai con này thì máy móc thì zin nguyên bản hết, chỉ có con này là thùng xăng dưới là thay mới. Thì cái con này giá 1,7 triệu, con này giá 2,1 triệu. Thì lý do thì anh em cũng biết rồi đó ha, một con máy đẹp và một con máy xấu đó, anh em nhìn vô thì cũng phân biệt rồi. Thùng xăng lớn này thay mới nha, còn thùng xăng này là thùng xăng zin. Đó, anh em nhớ ha, đẹp thì giá khác, xấu thì giá khác. Bởi vì anh em không cái quan trọng hình thức bên ngoài, thì lúc nào anh em cũng mua được cái sản phẩm bên em giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó là nó như vậy nghe anh em. Máy móc thì là bao zin hết nghe anh em, chỉ là thùng xăng dơ lớn là thay mới thôi. Đó, chế là chế quam gồ hết nha. Một kim lóc có dập da bằng nè. Đó, lóc có dập da bằng ha. Tùm gài, tùm nhôm, tùm 260 nghe em, đó rồi tùm khác mà tùm nhỏ đó ha. Hai tay lái nè, con này thì một tay nghe em, con này thì một tay nghe, còn không thích thì bên em gắn hai tay thôi. Càng đầu bò rồi là zin hết nghe em. Rồi G13 thì 1,7 triệu. G14 thì 2,1 triệu nghe em, máy biết. Con này thì nói chung là super VIP rồi. Rồi tiếp theo là G15, con này là con Qgit Echo 260. Con này đẹp anh em, con này là thuộc cái hệ máy hai thì nhưng mà xăng riêng nhất riêng nha. Đó, cái này này là phải cái hệ là hàng hiếm, hàng độc lạ nha anh em. Đó, không phải độc lạ gì, hàng này nó cũng thông dụng thôi, nhưng mà nó thêm cái nữa là cái bộ phận bơm nhớt, đó là nó tự bơm tự pha cho mình luôn chứ mình không cần phải pha. Đó ha, dành cho anh em mà thích máy hai thì nhưng mà làm biến pha nhớt thì lấy con này ha. Con này 2,3 triệu thôi nghe anh em. Giá thì cũng như cái giá mấy con Echo 260 trợ lực hai kim bình thường thôi, nhưng mà nó thêm cái là được bộ phận bơm nhớt. Đó ha, quá xuất sắc luôn, quá tuyệt vời. Lòng 34 ly nghe anh em, 26cc con Echo 260 này thì đẳng cấp, em giới thiệu nó quá nhiều rồi. Nòng kiến nó phải gọi là bao dày luôn anh em, nòng kiến nó bao dày, lửa phải gọi là lửa nó siêu bền, không bao giờ chết. Thêm cái nữa tum nhôm, mà cái con này, cái phiên bản này là nó chạy chế vam gồ hai kim luôn, cực kỳ là dễ nổ và tiết kiệm xăng. Chụp giật thì trợ lực lớn và thêm cái bộ phận bơm nhớt cho anh em luôn, quá tuyệt vời, không có chỗ nào mà chê, không có chỗ nào mà bàn cãi được. Con này anh em quá VIP, quá đẳng cấp nha anh em. 2,3 triệu thôi. Rồi cái bình bên đây là cái bình anh em là châm nhớt hai thầy nha. Đó, châm nhớt hai thầy vô đầy bình, chừng nào mà cảm thấy nó muốn hết á thì anh em châm thêm nữa. Còn bình đây là bình châm xăng nha. Hai cái bình này nó gời nhau anh em, chứ nó không phải là nó liền ha. Hai cái bình nó gời nhau, bô là đen nè, ổ bô sáng trưng nè, nồng mới khen nè. Con này đẹp lắm nha, đẹp mới lắm nha, nè tùm của nó nè, quá đẹp, quá VIP, bô mới tinh luôn. Giá 2,3 triệu anh em, có chân bảo vệ luôn nè.
quá tuyệt vời, quá vip tem Nhật còn luôn. Ốp eo nó không có, anh em gắn vô đầy đủ hết á. Hai tay lại lớn nè, ra chết công tắc trên tay luôn nha. Xuống là tắt lên là chạy ha, cần đầu bò thì bao nhiêu nha anh em. Rồi G15 nha, 2.3 triệu. Tiếp theo là qua G16 ha. Thì anh em nhớ chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em nha, là 0972 949 527. Đó, rồi tiếp theo là con G16. Con này thì cái vỏ nó không được sáng lắm nha anh em, bán giá thanh lý cho anh em con này ha. GUBG320, dòng máy Genos Komatsu ha. Genos Komatsu GUBG320 nòng 38 ly 35cc. Hình thức máy thì nguyên gin hết. Con này thì cái vỏ nó xấu nha anh em, chứ lại nó gãy cái le này ha. Nhưng mà xài bình thường hết nha anh em, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, bạn cái gì bán cái giá thanh lý cho anh em luôn. Thường thường con này là 2.2 triệu, 2.3 triệu, nhưng mà con này cái vỏ nó không được đẹp, với lại nó gãy cho này nè. Em bán cho anh em còn 1.9 triệu thôi. Đó, xài tốt, xài bình thường thôi nha anh em. Bật qua là đóng le nè. Đó, việc nổ xong mình thả về thôi. Giá 1.9 triệu thôi, giá thanh lý luôn nghe nè. Đó, máy móc thì ở trong thì nó còn mới lắm nha anh em, nhưng mà để vỏ ngoài nó bị dơ thôi ha. Bởi vì bán giá thanh lý cho anh em luôn nè. Cái lam còn chữ luôn, là anh em biết là nó ít xài nha, nhưng mà để nó ngoài mưa ngoài nắng riết rồi nó bị tái màu, rồi nó không còn được đẹp nữa. Giá 1.9 triệu nha anh em. Nồng của nó là 38 ly ha, lam của nó là lam 40 nha, phần cắt được 35 ha. Bình này châm xăng pha nhớ chạy, bình này là bình nhớ thải nha. Le anh em bật qua là đóng le ha. Diệt nổ xong rồi kéo về là chạy luôn. Rồi giá 1.9 triệu nha anh em. Bao ngon bao mạnh nha anh em. Rồi tiếp theo là G17. G17 này đến từ thương hiệu Tanaka nha anh em. Tanaka 335 ha, nòng 37 ly nha, 33cc. Máy móc thì hình thức zin nguyên bản luôn. Con này đẹp, xúc sắc đẹp can luôn nha anh em. Con này giá 2.1 triệu thôi. Ốc tán là còn 7 màu nè. Đó. Con này cân nặng của nó là 4.4 kg nha anh em, lam 40 ha. Phần cắt được 35, lam zin theo máy còn chữ hai mặt luôn, xúc sắc nha anh em. Xích này hơi mòn nha anh em, nữa em cho thêm anh em cái thêm một bộ xích nha. Ở xích này mòn quá mòn rồi. Đó, giá 2.1 triệu anh em, giá 2.1 triệu nha. Máy móc thì đẹp, nguyên zin hết. Đó, con này có bơm xăng phụ luôn ha. Bình này châm xăng pha nhớt nè. Le anh em kéo là đóng le ha, giật nổ rồi xong rồi đẩy vô. Đó, bình này là bình nhớt thải, nhớt bôi trơn làm xích nha anh em. Rồi, 2.1 triệu cho con G17 ha. Xài gia đình là quá tuyệt vời, để lâu dễ nổ. Rồi tiếp theo là G18 là con cuối cùng nha anh em. Con này là siêu hại cho anh em nè. Con này là Makita 333 nha anh em. Nòng của nó là 38 ly ha, 33cc. Máy móc thì zin nguyên bản hết. Hình thức máy là liền lạc nha anh em. Con này dòng đề cao nha. Đề cao con này nó có khóa xích luôn nè anh em. Đó, con này nó có khóa xích nha. Với lại là nó chụp giật của nó là có trợ lực luôn nha anh em. Quá vip anh em kiếm một môn máy cưa mà có được trợ lực thì nó hơi ít nha anh em. Nó hơi ít ha. Đó, nhưng mà con này được trợ lực luôn. Đề cao khóa xích là con này lam 40 nè, phần cắt được 35 ha, lam xích zin nha. Đó, con này là bình này châm xăng pha nhớt nè, có bơm xăng phụ ha, le đây, kéo là đóng nha, giật nổ xong đẩy vô nghe nè. Makita ha, 333, máy móc thì nguyên zin hết nha, bình này châm xăng pha nhớt chạy nghe nè. 2.2 triệu thôi nè, 2.2 triệu thôi ha, cho con G18. Ok, quá vip, anh em chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em ha. Anh em chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em nha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một chỗ like ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.